Thưa quý vị, đơn ca tài tử là loại hình âm nhạc đặc sắc của Việt Nam, được hình thành và nuôi dưỡng từ chính trong tâm hồn người dân miền sông nước Nam Bộ. Đơn ca tài tử chất chứa tiếng hồn dân tộc, tiếng lòng của những con người ra đi mở đất, vừa da diết nhớ thương, vừa phóng khoáng gần gũi, nhưng cũng rất trang trọng. Năm 2013, nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ của Việt Nam chính thức được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Việc đơn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho thấy sự đánh giá cao của thế giới về loại hình nghệ thuật dân gian ở miền Nam Việt Nam trong dòng chảy hội nhập giới văn hóa thế giới. 10 năm từ ngày được công nhận, Bến Tre đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm giữ gìn và phát huy bền vững nghệ thuật đơn ca tài tử. Một trong những hoạt động nổi bật của tỉnh Bến Tre là thực hiện đề án số 780 về bảo vệ và phát huy bền vững giá trị nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Bến Tre, do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành ngày 3 tháng 7 năm 2017 nhằm hướng đến mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đơn ca tài tử của tỉnh nói riêng và khu vực Nam Bộ nói chung, góp phần giữ vững danh hiệu đã được tổ chức UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Qua triển khai thực hiện, đề án có sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, nhất là sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, tài tử và khán giả mộ điệu. Hệ thống văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, làm tốt công tác tham mưu, quản lý và tổ chức phong trào. Hoạt động truyền nghề được thực hiện qua phương thức truyền dạy trực tiếp, các lớp tập huấn, video trên mạng đã góp phần đưa loại hình này phát triển, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Thông qua các liên quan hội thi giao lưu đã kịp thời phát hiện những giọng ca hay, ngón đờn điêu luyện để bổ sung vào lực lượng đồng cốt cho phong trào đờn ca tài tử tại địa phương. Bên cạnh đó, hoạt động đờn ca tài tử tại các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh cũng là một trong những sản phẩm phục vụ khách khi đến tham quan. Có thể khẳng định, những nỗ lực của cơ quan chuyên môn cùng sự đồng lòng của các nghệ nhân tài tử và khán giả mộ điệu đã góp phần thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 200 đội nhóm câu lạc bộ đờn ca tài tử với hơn 2.700 tài tử tham gia hoạt động thường xuyên. Trong đó có một câu lạc bộ đơn ca tài tử cấp tỉnh và 9 câu lạc bộ cấp huyện thành phố duy trì tổ chức sinh hoạt. Nó không những là cái nguồn kinh tế để lo cho gia đình, mà nó là cái niềm đam mê trong máu đã có sẵn từ nhỏ. Cho nên tôi không thể bỏ được. Tôi sẽ quyết tâm theo nó cho đến hết cuộc đời mình. Và sau này thì tôi hứa là sẽ truyền lại những cái kinh nghiệm của mình, biết bao nhiêu thì tôi sẽ truyền lại bấy nhiêu cho các anh chị em, cho những em thiếu nhi, để cho cái ca nhạc tài tử của mình á là nó sẽ không bị mai một. Chắc là mang một cái gen di truyền của ông già, cho nên là mỗi khi mà nghe radio hát những cái tuồng cải lương nào mà trước cho nó cải lương thì tự nhiên cái mình ca theo là mình đã có nhịp sẵn rồi. Đó cũng là một cái cơ duyên đã đưa đến cho mình. Mình có một cái gen, cho nên mình rất yêu nghề. Liên quan đờn ca tài tử lần đầu tiên ở tỉnh Bến Tre, do chú Tám Lan Phong, chú đề xướng đó, thì đội đờn ca tài tử huyện Chợ Lách có đi tham dự. Và lần đó là lần đầu tiên câu lạc bộ đờn ca tài tử của huyện Chợ Lách đạt giải A toàn đoàn. Còn riêng bản thân của tôi thì tôi đạt giải A cá nhân. Với những cái tiết mục mà của các anh em. Rồi sau đó một thời gian sau đó, mỗi năm mỗi lần tổ chức vào ngày 19 tháng 5 thì đội Chợ Lách đều tham gia. Theo tôi, các bạn trẻ muốn theo cái nghệ thuật đờn ca tài tử này thì phải cần có rất là nhiều yếu tố. Cái thứ nhất là phải sự đam mê cao độ, thứ hai là phải có năng khiếu và phải có sự học hỏi về sâu sắc, rồi có sự rèn luyện kỹ năng lâu dài mới có trở thành một nghệ nhân mà có trình độ đờn ca, có kỹ năng. Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh là đơn vị đã có nhiều hoạt động tiêu biểu góp phần tích cực thực hiện hiệu quả đề án 780 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Hoài Anh, Giám đốc Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh cho biết, đơn vị đã tổ chức và phối hợp tổ chức một số hoạt động tiêu biểu. Cụ thể, tổ chức và tham gia các hội thi liên quan trong và ngoài tỉnh, trong đó có một số hoạt động đơn ca tài tử vào dịp Ngày hội truyền thống văn hóa tỉnh 1 tháng 7 hàng năm. Bên cạnh đó, còn tổ chức hội thảo đơn ca tài tử tỉnh đồng hành cùng âm nhạc cổ truyền Nam Bộ, thu hút nhiều nhà nghiên cứu, nghệ nhân tham gia. Trung tâm cũng đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều cuộc truyền dạy các bài bản tài tử, bài bản cải lương tại các trường học, truyền dạy trong khuôn khổ các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi,
Đặc biệt, năm 2022, Hội thi âm nhạc truyền thống đơn ca tài tử Nam Bộ và diễn xứ nói thơ dân tiên nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu đã thu hút hơn 200 nghệ nhân, tài tử đờn và tài tử ca đến từ các đội đơn ca tài tử của chính quyền thành phố trên địa bàn tỉnh. Hội thi đã tạo không khí vui tươi sôi nổi, phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa văn nghệ của các tầng lớp nhân dân. Thông qua hội thi nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị vốn có và tiêu biểu của nghệ thuật đờn ca tài tử tỉnh Bến Tre. Liên quan đờn ca tài tử trong cái dịp mà tổ chức này thì tôi cho rằng nó đã có những cái thành công nhất định. Thành công của cái lần này đó chính là chúng tôi đã phát hiện ra tuy không nhiều nhưng có cái yếu tố kế thừa. Có những em còn rất trẻ, có những cháu chỉ có khoảng là 9-10 tuổi thôi nhưng mà đã bộc lộ được năng khiếu của mình. Tôi hy vọng rằng với cái khởi sắc ban đầu để giúp cho chúng ta phát huy nhiều hơn nữa trong cái việc trao truyền những cái giá trị tốt đẹp của đờn ca tài tử để cho thế hệ sau trân trọng di sản mà ông cha để lại, cũng đồng thời là phải kế thừa cái di sản đó và phát huy trong cái đời sống xã hội hiện đại. Thứ hai nữa là cái hội thi âm nhạc truyền thống mà trong đó có liên quan đờn ca tài tử đó thì nó cũng mang lại một cái màu sắc đặc biệt hơn. Tôi thấy là đa số chương trình là hướng tới cái chủ đề là ca ngợi tôn vinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, ca ngợi ông trên nhiều phương diện và trong đó là đã có những cái sáng tác mới đầu tư viết về danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, rồi viết về tấm lòng của người dân Ba Tri hay là người dân Bến Tre nói chung là đã trân trọng những cái tài năng, những cái công sức, những cái di sản mà ông để lại cho cuộc đời. Rồi cũng có những bài ca ca ngợi những cái sự đi lên của Bến Tre trong cái quá trình xây dựng đất nước. Về chỉ đạo của huyện ủy cũng như ủy ban, chỉ đạo cho cái phòng văn hóa thông tin để là tập trung các anh em nghệ nhân trong cái lĩnh vực đờn ca tài tử, rồi nói thơ lục dân tiên đều họp lại để là sắp xếp phân công bộ phận nào theo bộ phận nấy. Về đờn ca tài tử thì nói chung ca là ngợi về Đảng, Bác Hồ, đặc biệt cái hội thi đờn ca tài tử lần này á thì tôi tập trung về vấn đề cái tiền nhân là cái cụ Lưu Chiểu. Nói về ca ngợi về cụ Lưu Chiểu mà về thực tế nói tự là soạn giả của người Bến Tre, rồi tự diễn cũng là người Bến Tre. Thông qua hội thi này thì đối với bản thân cảm xúc rất là mạnh, mình rất là tự hào là quê hương đồng khởi của chúng ta mà có danh nhân Nguyễn Đình Chiểu là ở Bến Tre, đặc biệt nó riêng là ở Ba Tri. Bên cạnh đó, Bảo tàng Bến Tre và Đoàn Nghệ thuật Cải lương Bến Tre cũng là những đơn vị điển hình phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử thông qua chương trình giao lưu, hội ngộ đờn ca tài tử được tổ chức định kỳ hàng tháng vào dịp lễ kỷ niệm. Hoạt động này được duy trì nhiều năm qua và thu hút hơn 5 câu lạc bộ với gần 70 hội viên tham gia. Các tiết mục giao lưu trong chương trình thông thường là những bản tài tử, bản ngắn về các chủ đề như tình yêu quê hương đất nước, các bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương Bến Tre. Ngoài tham gia sinh hoạt tại Bảo tàng Bến Tre, các câu lạc bộ cũng chủ động tổ chức hoạt động riêng tại các điểm sinh hoạt như câu lạc bộ đờn ca tài tử Mỹ An B tổ chức vào thứ tư hàng tuần, câu lạc bộ đờn ca tài tử Trung tâm văn hóa huyện Châu Thành vào thứ sáu hàng tuần, đã góp phần thu hút các tài tử cũng như các hội viên yêu mến loại hình nghệ thuật truyền thống. Có thể nói, thông qua các hoạt động cho thấy, đờn ca tài tử đã đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. Đờn ca tài tử là tinh hoa nghệ thuật của dân tộc, đã gắn bó với cuộc sống của người dân Nam Bộ từ những ngày đầu khai phá vùng đất phương Nam. Nghệ thuật đờn ca tài tử được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại 10 năm qua. Đây cũng chính là điều kiện thuận lợi để các địa phương, trong đó có tỉnh Bến Tre, thực hiện các giải pháp thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy bền vững bộ môn đờn ca tài tử truyền thống, nắm được tinh hoa trong nghệ thuật cổ truyền và sáng tạo những tác phẩm mới, làm cho di sản âm nhạc tài tử được phong phú hơn, góp phần tăng thêm sức mạnh văn hóa truyền thống của vùng đất Nam Bộ nói riêng, văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung trong quá trình giao lưu hội nhập văn hóa thế giới.